Ủa, em không biết nói. Ví dụ em nói năm nay em bao nhiêu tuổi, sở thích em là gì, em đi Hòa Bình, em ghét chiến tranh. Thôi em giấu tuổi, em không giấu tuổi của mình thì đâu. Ví dụ em nói là em 18 tuổi cũng đâu ai khai thác thêm đâu. Em mãi mãi tuổi 16. Không ấy. Sao? Tại vì nó... Anh nói gì đi. Không ai, không ai nói gì luôn. Mới đẻ, em mới đẻ. Cái chỗ đó L'Oreal em. Kệ anh, lâu lâu cho em làm em út tí. Linh Ly. Dạ em Linh Ly, em mãi mãi tuổi 18. Trời ơi thì không. Hơn em 2 tuổi đúng không? Không lẽ giờ tôi đè mấy đứa ra tôi ngắt mặt hết. Nó rồi. Nó nghe chưa gì thấy hai người. Em ngắt nhạc học sinh mà anh, cho nên là bây giờ em luôn luôn là các bạn 18 tuổi là các bạn hay bật nhạc của em luôn luôn sống mãi ở tuổi 18. Đây, tiếp theo. Đừng có anh Minh là 17 nha anh. Né liền á. Nói câu chất nào. Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Anh sao anh Minh? Bé nó mới đẻ. Hiểu không? Tức là à, mọi lọc người lọc nói nghe mới đẻ luôn á, hiểu không? Ừ, đẻ quá à. Trẻ quá đúng không? Nói chứ em 15. Ờ đó, 15 tuổi già, đứa nào cũng giận miệng. Anh nghĩ đó em. Cái gì Kim Anh? Em thì chắc chưa tròn 15. 1, 2, 3, rứt. Hả? Thắng rồi, 4, 3, 5, 1, 0, tiếp. 1, 2, 3, ai là người thắng tiếp theo? Thắng luôn, thắng kéo. 2, 0, rồi chơi thắng luôn nha. 1, 2, 3. Hả? Bao búa, 2, 1. 2, 1. Tiếp. Là dẫn tiếp luôn hả? Ừ, tiếp luôn. 1, 1, 2, 3. Hả? Thắng rồi. 3, 1, Kim Anh. Em chiến thắng, em được thường viên ngang đi chọn đội. Dạ đúng. Lựa đi. Nào, những cô cậu bé 15, 16. Dạ. Cô gái này đẹp lắm. Ừ. Em đứng kế không đẹp lại. Hả? Đúng rồi. Không thích. Bị dập. Không thích. Loại đầu tiên. Rồi, loại đi ăn chỗ khác chơi. Đúng rồi. Bây giờ em thích. Bây giờ một bên là tảng mỡ và một bên là khung xương. À, không có mỡ. Thì luôn á Kim Anh, không có mỡ. Trời ơi, người ta tập tạ bao nhiêu năm nay thì vậy. Tại vì em dạo này em vừa mới xuống cân ấy, cho nên em nghĩ là những cái xương của em mà va vào đây nữa thì thôi cũng không, mình cũng không nên. Nó kêu đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cho nên bài. Em xin lỗi Việt anh. Không cần phải nói dạ. Nhiều. Em xin lỗi anh. Dạ. Nào anh ơi. Đừng có mà giải thích. Em không, em không. Em quá em. Nhớ mặt đấy. Không sao, chúng ta về một đội. Như ôm một cái bao gạo đúng không? Đặt tên đi em. Đặt tên đội mình đi. Sắc, sắc màu đấy. Dạ sắc màu. Thật sự là không hề sắc màu luôn ấy. Bên đây sắc màu, bên đây là cái gì? Màu sắc hả? Không, bọn em thì chẳng có màu sắc gì nhưng mà thấy có nhiều xương tương. Xương đặt tên là xí quách được không ạ? Xí quách được. Nếu mà mở cái ô này ra thì anh tin chắc rằng các bạn sẽ trả lời được. Vấn đề là ai chạy nhanh hơn. Anh chạy giờ, chạy đi. Không bao giờ chạy nhanh được bằng Minh đâu. Chuẩn bị. Mở ô chữ. À, bên đây đã gõ chưa? Làm đôi. Làm đôi. Đọc rồi, xem. Nào. Cô kia cắt cỏ một mình, cho anh cắt với chung tình làm đôi. Đây là đáp án. Chốt chưa? Dạ chốt. Trời ơi câu này có. Thôi anh đừng ra ngoài câu đó nữa đi.